Thưa quý vị, Bà Rịa Dũng Tàu có gần 13.000 doanh nghiệp và chiếm đến 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển nhanh, bền vững nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành văn bản thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai hiệu quả luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Thành lập từ năm 2002, công ty trách nhiệm hữu hạn Trùng Dương tại thị xã Phú Mỹ chuyên sản xuất các loại giao tiện với doanh thu hàng năm trên 100 tỷ đồng. Năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp tăng 20%, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch nên mức tăng này không đủ bù chi phát sinh do tác động của dịch, nên doanh nghiệp hầu như không có lợi nhuận. để mà sản xuất ra một cái mũi giày á là nó cần cả một cái hệ thống chứ không phải là một cái máy một cái hệ thống cộng vào cộng dồn vào thì nó lên rất là nhiều triệu đô thì mình mới có thể là sản xuất được cái quan trọng nhất bây giờ là tìm cái nguồn vốn tìm nhà đầu tư tìm cái sự cái những cái partner để mà cùng mình kết hợp mà làm hỗ trợ cho các doanh nghiệp chống chịu với đại dịch đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã đề nghị ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi, giảm lãi, giảm nợ theo chủ trương của chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tính đến cuối năm 2021, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 4.144 khách hàng. Số tiền lãi được miễn giảm là 168 tỷ đồng, cho vay mới 57.874 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cục thuế tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các chương trình miễn giảm phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuế cho 3.937 trường hợp theo Nghị định số 52 của Chính phủ, với tổng số tiền hơn 2.161 tỷ đồng. Ngành công thương tiếp tục triển khai chương trình khuyến công, hỗ trợ cho 5 cơ sở doanh nghiệp với số tiền gần 1 tỷ đồng và vốn đối ứng 2,4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm cho người lao động. Với đầu tư máy móc này thì hiện tại sẽ tăng lên khoảng 5 lần là khoảng công suất tăng có thể tăng tối đa lên khoảng được 100 kg. Dạ. Nó sẽ là một cái bước đệm mới để cho công ty mở rộng thị trường trong nước và ra nước ngoài. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bồi thường giải phóng mặt bằng. Để mạnh triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới mô hình hoạt động quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hiệu quả bền vững. Hiệp hội sẽ chủ động và thực hiện tốt chức năng là cầu nối tham mưu đề xuất với các cấp chính quyền tỉnh, sở ban ngành để hỗ trợ các chủ trương chính sách phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với hoạt động thiết thực của doanh nghiệp. Ngoài nỗ lực của ngành chức năng, các doanh nghiệp cũng đã và đang chủ động tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ quản trị, hoàn thiện quy trình sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.